Nhà Dịch xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cả nhà mình. Ngày hôm nay là ngày cuối, cả nhà Dịch đang ở trên tàu chuẩn bị đi về lại Thụy Điển thì trời hé nắng lên, trời rất là đẹp rồi. Bữa giờ cả nhà thấy không, trời mưa gió tầm tã, sóng to gió lớn. Hôm nay đi về cái tự nhiên trời đẹp lên quá chừng đẹp luôn à, thật là bất công quá đi. Đợt này đi chơi với ông bà nội cho nên cũng không có đi đâu nhiều, với lại cũng không có nhiều thời gian để quay phim nữa. Tại vì cả nhà cũng biết á, đi chơi mà có bầy Dịch con nè, mấy đứa nhỏ nè, rồi cộng thêm hai người lớn tuổi nữa, nên nó có rất là nhiều việc để làm á, cho nên em Thư không có nhiều thời gian để quay clip. Thì giờ bây giờ là cả nhà đang ngồi nghỉ ngơi một chút xíu, để đợi một tí nữa là đi lên trên tầng cao nhất á, ở trên cái tàu này đi kiếm cái gì đó ăn hoặc là uống cà phê. Ông bà nội muốn đi vô trong đây uống cà phê, uống nước rồi ngắm cảnh được luôn, với lại không có bị lạnh á. Nhà mình đang ở Sky Bar thì bây giờ anh mới tranh lấy cái này ra để đặt mua cốc tay uống. Bây giờ ngồi hơi bị sớm cho nên cái Sky Bar chưa có mở cửa, thì bây giờ tụi mình nãy anh Mít là đi xuống dưới lầu ở dưới vô cái tiệm rượu ở dưới mua đó, mà sau ngồi trên Sky Bar mà uống ở trong cái ly bằng mũ, nhìn sao mà nó phèn quá vậy ta. Một ly như vậy cũng mắc cả nhà, mười mấy euro một ly á. Score, score. Cut. Ngủ ông bà nội đi ra ngoài đây để chụp hình mặt trời lặn. Ông bà nội vừa mới bước ra ngoài một cái gió thổi lạnh quá, ông bà nội đi vô lại. Ôi mà lạnh thiệt á cả nhà mình ơi. Gió quá trời lớn luôn mà cô chú anh chị ơi. Ta nói bước vô trong đây mà không thấy được người luôn, trời lạnh quá. Tính ra bà ngoại hơn ông bà nội luôn á cả nhà mình. Tại vì mấy năm trước bà ngoại đi qua bên Thụy Điển nè, mình có dẫn bà ngoại đi tàu như thế này nè, đi qua Phần Lan một lần rồi. Trời rất là đẹp, bà ngoại chụp được nguyên một cái bộ album ta nói lung linh lúng lính luôn. Mà đợt này hả đi á, gió quá trời gió thổi mà chẳng những bay cái nết em xuống biển mà muốn bay luôn cái người em xuống biển luôn đó cả nhà. Ta nói công tình đi trang điểm bận đồ cho đẹp rồi vô để đi ra chụp hình á, mà bây giờ coi đầu cổ như thế này nè. Đúng là người ta nói đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Cứ nghĩ ở trong đầu là sẽ đi lên Sky Bar đồ check in sang chảnh đồ uống cocktail đồ cho đẹp, mà rốt cuộc bây giờ đây hình ảnh của em như một bà điên. Công tình em làm tóc 15-20 phút, em trang điểm xong đi ra chụp hình như một con điên. Bây giờ đi xuống lại nè cả nhà ơi. Đi xuống lại xuống cắt free để đi mua rượu uống đồ, đi thang máy xuống chứ bây giờ lạnh quá rồi, chịu hết nổi rồi. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cả nhà mình. Sáng ngày hôm nay là nhà Dịch trả phòng trả tàu rồi, chuẩn bị để lên đường đi về lại nhà. Hôm nay đi về rồi thì trời quá chừng đẹp luôn. Anh Mít đó ảnh đặt giờ đi về nhà đó, đi xe lửa đi về đó, thì bây giờ hiện tại là còn tới 3 tiếng mấy nữa mới có chuyến xe lửa đi về nhà, cho nên dư ra một chút xíu thời gian á. Ông bà nội ngồi ở trạm xe lửa đợi rồi. Nhà Dịch đi ra ngoài đây đi dạo một vòng ở thủ đô. Ông Mít chào cả nhà, chờ đó coi bà Lít bà chỉ bà nói chuyện luôn. Nhà Dịch là bây giờ đang đi vô trong đây là cung điện ở đây ngay trung tâm luôn, kêu là Gamlastone đó cả nhà. Thì bây giờ đang đi bộ vô trong cái cổng thành nè. Ở ngay thủ đô Stockholm á, thì có rất là nhiều những cái tượng nhỏ, những cái chi tiết nhỏ ở đây nè, nhưng mà nó đều là có một cái lịch sử lâu đời. Ở đây cái con này là con gì vậy ta?
What's order? I hit the buzzer. Hemless. This store is Hemless Rare. Hemless Rare. Năm 2009. Con cáo không có nhà cửa. Đi, đi vô trong cung điện đi con. Ở bên kia có người ta đang câu cá. Hả? Ok. Này, vừa hôm anh ta. Không có nhiều thời gian cho nên cũng không cần phải đi vô trong cung điện. Đi dạo dạo ngoài đây đi cho nó ấm, cả nhà ơi, nó lạnh quá. Phía trước mặt cả nhà là tòa thị chính á, còn ở đây là cái cung điện mà cái mặt phía sau thôi. Cái mặt phía trước thì phía bên kia, nhưng mà đi bộ qua bên nó xa quá, không có nhiều thời gian nữa. À, cho nên bây giờ thôi, bây giờ mình đi vô trung tâm, mình coi coi trong trung tâm có cái gì để mua không. Phía bên đây á, là tòa nhà opera nè, nhà hát opera. Đi qua bên đây, ở bên kia là cái Kungsträdgård đấy, là mùa xuân á, là mình mấy cái hoa anh đào rồi đó, đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ đang là mùa thu, hết hoa anh đào rồi. Cái tòa nhà này là cái trung tâm mua sắm rất là lâu đời ở ngay thủ đô Stockholm. Anh có anh muốn đi vô hôm nay, anh nói là lâu quá rồi anh chưa có đi vô trong cái trung tâm mua sắm này, cho nên ok, quyết định là sẽ đi vô hôm nay. Với lại lạnh quá rồi, bà cô chú anh chị ơi, cứ nghĩ là đi ra đứng ngoài phơi nắng chút xíu thôi, cho nên không có đem áo khoác, không có đem cái gì nhiều hết á. Mùa này hết cái mùa sale rồi, chắc cũng không có cái gì giảm giá nhiều đâu. Ồ, vô hôm nay thơm á, bên này bán toàn mấy cái nước hoa đồ thần hiệu. Dior rất là nhiều, nhưng mà không có giảm giá gì hết á. Bên trong đây là bán toàn là những cái đồng hồ hàng hiệu nè. Bên này cũng bán đồ hiệu luôn. Mấy bạn nhỏ này không biết cái gì không mà chạy vô nó coi ngắm như đúng rồi vậy. Đẹp không con? Đẹp không? Cái đồng hồ kỳ quá hả? Nhưng mà cái đồng hồ này mắc lắm luôn á. Mẹ thích cái đồng hồ này nè. Mẹ thích cái đồng hồ đó đó, con có mua tặng cho mẹ không? Con không biết hả? Con có tiền mua không? Con không có tiền hả? Con lấy cái thẻ đó con đổi đó, con đi mua đồng hồ cho mẹ hả? Ôi! Vô hôm nay đã mắc thiệt luôn á, cả nhà mình nơi toàn là hả? Đồ hàng hiệu mà nhìn mê, thiệt là mê. Hả? Cái tòa nhà này được xây năm 1902. Đi Julia coi chừng rớt bể đồ á Julia ơi. Không hiểu sao á, đi chơi đợt này á mình bị đuối quá chừng đuối luôn. Chắc là tại vì do thời tiết thay đổi, với bữa giờ đi tàu á, làm cái người nó khó chịu quá, nó mệt mỏi á, cho nên cũng không có muốn làm gì hết trơn á. Giờ nói anh Mít bây giờ thôi em đi về. Mà mỗi lần mà đi chơi mà đi ăn đồ Tây nhiều như vậy á, rất là thèm một cái tô mì gói. Cho nên á hả, em Thư quyết định là nhìn ở trên Google Maps á, đi kiếm cái tiệm châu Á để đi mua mì gói đi lên tàu ăn. Hôm nay cuối tuần cho nên ở bên đó người ta bán chợ đồ cũ rất là nhiều luôn á cả nhà. Ở Thụy Điển là coi như là thiên đường của đồ cũ mà. Hầu như là người ta không có bỏ sót một cái gì hết trơn á. Những cái đồ nào không xài á, để tránh mà tình trạng kiểu như phí, hoang phí, bỏ đi á, thì người ta bán lại cho những ai cần á. Rất là nhiều, cả nhà thấy không? Rất là nhiều người đi mua. Nhưng mà hôm nay nhà dịch sẽ không có đi, không đi, không đi vô mấy cái chợ đồ cũ này đâu. Bán rất là nhiều mấy cái đồ cổ ở trong đây á. Đi từ hồi sáng tới bây giờ thì bây giờ vừa mới tới cái trạm xe lửa cách nhà mình là khoảng 40 cây số. Thì tụi mình là đậu xe ở đây là từ hôm bữa tới giờ rồi. Cho nên nó hả, bây giờ là đi xe về chứ không đi xe lửa nữa. Ok, bye bye bà nội, hẹn gặp lại.
Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bà nội đi về. Hey đô. Chắc về. Hey đô. Giờ này là 7 giờ mấy tối rồi đó cả nhà mình ơi. Bây giờ đi về nhà cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi, mai còn đi học đi làm. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Chúc cả nhà buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè.